À, đây là hộp hút ẩm than củi của Hàn Quốc, nhãn hiệu của Pigeon. Còn một hộp này là 252 ml, một lốc như này là có 3 hộp này, một thùng thì có 18 hộp. Thế thì cái hút ẩm hay còn gọi là hút ẩm khử mùi, hút ẩm than củi hay là hút ẩm than hoạt tính, thì nó giúp cho mọi tài sản trong nhà hoặc là văn phòng được khô thoáng, ngăn ngừa ẩm ướt, dễ dàng sử dụng ngay cả trong không gian rất là nhỏ như là gầm bàn hoặc là hộc tủ. Công dụng của cái hút ẩm này là giúp loại bỏ cái độ ẩm trong nhà trong khoảng 2 tháng, loại bỏ mùi hôi nấm mốc, duy trì một môi trường sống là được rất là dễ chịu.